Xin chào quý vị khán giả của tạp chí S Việt Nam. Kìa, nói gì đi. Sao chưa kịp chào quý vị khán giả mà đã đàn rồi? Mà với cái tâm trạng vui tươi, phấn khởi như thế này thì chắc hẳn là Đức đã ấp ủ một hành trình đặc biệt nào đó cho chương trình ngày hôm nay rồi quý vị ạ. Chính xác. Ngày hôm nay thì Đức sẽ đưa Linh và tất cả các khán giả yêu quý của tạp chí S Việt Nam đến với một chuyến hành trình hạnh phúc. Wow, hành trình hạnh phúc. Nghe tên là Linh đã cảm thấy háo hức lắm rồi. Đúng thế, chúng ta lên đường thôi. Linh này, theo Linh thì hạnh phúc có mua được bằng tiền không? Làm gì có món tiền nào mà định giá được hạnh phúc cơ chứ? Có một nơi mà hạnh phúc được bán với giá rất phải chăng. Chúng ta hãy cùng đến với một ngôi làng rất đặc biệt ở Thái Bình để cùng tìm hiểu về điều này nhá. Dệt bao sợi nhớ sợi yêu, trăm năm hạnh phúc cho nhiều lứa đôi. Thôn Vũ Hạ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là nơi chuyên bán chiếu hoa, thứ sản phẩm mang đến hạnh phúc cho mọi người. Đây là món đồ thường hiện diện trong mỗi ngôi nhà ở miền Bắc và là vật dụng sắm sửa không thể thiếu của mỗi đôi uyên ương khi sắp về chung một nhà. Nếu bạn muốn tìm mua cho mình một đôi chiếu thật đẹp trong mùa hè nóng nực này, hãy thử đến với thôn Vũ Hạ, xã An Vũ một chuyến xem sao. Đến đây, bạn sẽ thấy chiếu không chỉ mang đến niềm vui cho người lớn mà còn cho cả trẻ nhỏ. Và đôi khi, thời tiết không chiều lòng người thì bạn cũng đừng phiền lòng, bởi biết đâu bạn sẽ có những khám phá thú vị mà chưa chắc trời nắng đã có được. Anh đến quê em một chiều nắng ấm, trời mưa. Em dệt đôi chiếu hoa cho anh trai giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi để em thưa để anh thưa. Người làm chiếu rất cần nắng, nhưng họ không hề bất lạc quan khi trời đổ mưa rào. Mọi hoạt động vẫn tiếp diễn như có điều ở dưới mái che mà thôi. Các công đoạn để làm nên chiếc chiếu hoa ngày nay đã được cải tiến bằng nhiều máy móc hiện đại như một cách tiết kiệm công sức của con người. Là khi nào bị lỗi thì mình phải dùng tay. Mặc dù là máy tự động thế nhưng mà vẫn phải có người trông, chứng tỏ vai trò của người làm vẫn rất là quan trọng. Đến thôn Vũ Hạ, bạn cũng đừng ngần ngại mà hãy ở lại đến đêm để tham gia một công việc còn thú vị hơn nhiều, đó là đi bán chiếu tại chợ đêm. Vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, người làng Vũ Hạ lại đi chợ chiếu đêm. Việc này đã thành thông lệ hàng chục năm qua. Có ai biết từ bao giờ chợ quê tôi lại hoạt vào nửa đêm? Nhiều ngày khuya sớm nên quen nửa đêm nào chiếu, nào đèn, nào xe. Khi xưa, những phiên chợ chiếu thường chiếm diện tích lớn nên người làm chiếu phải họp đêm để không ảnh hưởng đến những mặt hàng khác. Ngày nay, những khu chợ đã rộng hơn rất nhiều nhưng người dân vẫn giữ thói quen này như một nét đẹp văn hóa mà cha ông để lại. Ai muốn chiếu cói đây? Chiếu cói bao tiền nhỉ? Mình bán bao nhiêu? 160 ạ. 160.000 đấy, ai mua không ạ? Chiếu này ghim kết vừa sâu mà kết viên vừa đẹp đấy. Cái này 160.000. 150.000. Quyết định bán giảm giá một chút. Yeah, thế là thành công rồi. Có lẽ việc nằm trên một chiếc chiếu mới sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn. Còn đối với những người dân làng Vũ Hạ, khi thành quả lao động của họ mang đến niềm vui cho mọi người thì đó cũng chính là niềm hạnh phúc của họ. Thế nào Linh? Linh có cảm thấy hài lòng với trải nghiệm về món quà hạnh phúc không? Rất là bất ngờ phải không quý vị? Món quà hạnh phúc vừa lạ mà vừa quen. Một like dành cho Đức. Ê, một like thì hơi ít. Thế thì hai like vậy? Đấy, thôi bỏ qua đi. Thế bây giờ Linh có muốn đi tìm hiểu về cái hương vị hạnh phúc không? Wow, tất nhiên là có rồi. Tại sao không phải không quý vị? Thế thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu lộ trình cũng như cách thức để tới với nơi đang nắm giữ hương vị hạnh phúc. Là một trong những vựa lúa lớn nhất Bắc Bộ, nơi có địa vị danh thắng của miền Bắc, gắn liền với những lễ hội lớn ven sông Hồng, Hưng Yên là vùng đất có bề dày về văn hóa và lịch sử. Thành phố Hưng Yên cách Hà Nội khoảng hơn 60 km. Bởi vậy, để đến với Hưng Yên, từ Hà Nội bạn có thể lựa chọn những phương tiện di chuyển như sau. Bằng phương tiện công cộng, bạn có thể bắt xe buýt tại bến xe Lương Yên, thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 22 giờ, tần suất hoạt động là 20 phút một chuyến. Bằng phương tiện cá nhân, vì khoảng cách từ Hà Nội đến Hưng Yên khá ngắn nên bạn hoàn toàn có thể thiết kế một chuyến phượt bằng xe ô tô hay xe máy tham quan Hưng Yên trong ngày. Về lưu trú, tùy theo lịch trình tham quan các danh lam thắng cảnh của bạn để bạn có thể chọn vị trí lưu trú cho phù hợp. Một số nhà nghỉ khách sạn có mức giá tương đối dễ chịu, từ 200.000 đến 400.000 đồng một phòng một ngày.
Lộ trình đến với Hưng Yên dường như đã quá dễ dàng rồi. Bây giờ chúng ta phải quay trở lại chủ đề chính. Không biết là những gì Đức Úc mở vừa nãy về hương vị của hạnh phúc là gì đây ạ? Hạnh phúc trước tiên là phải được ăn ngon cái đã. Wow. Linh có thấy đúng không? Quá chi lý luôn. Vậy thì xin mời Phi Linh và tất cả các quý khán giả của chúng ta hãy đến một ngôi làng ở Hưng Yên, nơi mà chúng ta có thể thưởng thức những món đặc sản 2 trong 1. Có rất nhiều cách khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Một trong số đó là đi chiều lòng chiếc dạ dày của mình. Và nếu bạn muốn tận hưởng hạnh phúc theo cách này, thì ngôi làng Ngọc tại Hưng Yên là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Khi tìm hiểu về những đặc sản ở đây, tôi đã biết vì sao nơi này được đặt tên là làng Ngọc. Có lẽ vì mọi đặc sản của làng đều làm ra từ đây. Làng Ngọc, xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên là nơi nổi tiếng với 2 loại đặc sản được làm từ hạt gạo. Một trong số đó là loại rượu Lạc Đạo xưa kia được chọn làm sản vật tiếng vua. Bí quyết để tạo nên hương vị rượu truyền thống chính là nhờ loại men đặc biệt này đây. Cái men này là mình làm từ cái gì thế cô? Làm từ 3 mấy vị thuốc bắc. 3 mấy vị thuốc bắc à? À, bảo sao mà con vào đây con cứ ngửi thấy vị thuốc bắc không biết là ở đâu. Những cái loại thuốc bắc chủ đạo là gì hả cô? Chủ đạo là quế hồi. Men rượu sau khi đổ thành từng miếng để cứng lại sẽ được dở ra, hùng khói hoặc phơi khô trong khoảng từ 4 đến 5 ngày. Tới lúc đó mới sẵn sàng để trộn cùng nếp đem ủ thành rượu. Hình của cái men này cứ như là mình đang làm bánh ấy. Ừ, đấy, như là miếng bánh, bánh vâng. Rắn. Ở mỗi miền quê không thiếu những làng nghề làm rượu, nhưng nhờ vào thứ men đặc biệt làm từ thuốc bắc mà rượu Lạc Đạo có được hương vị thơm nồng rất riêng. Rượu Lạc Đạo, lắm gạo, nhiều men. Uống được vài chén, say mềm rồi mà vẫn vui. Ở Lạc Đạo, không chỉ nổi tiếng với rượu, từ hạt gạo nếp thơm, người làng Ngọc đã làm nên loại bánh dày dẻo thơm và mềm mại. Bàn tay khéo nặng của những người con làng Ngọc tạo nên những viên bánh tròn, đều đặn như khuôn đúc, từng đôi một đặt trên mảnh lá chong, úp lại với nhau như âm dương. Chỉ tới sáng sớm mai thôi, thức quà dung dị này sẽ theo chân những người dân quê đến khắp các ngõ phố Hà Nội. Bánh ăn đã no. Rượu uống cũng đã say. Linh đã cảm thấy hạnh phúc chưa? Thực ra ấy, là con gái cho nên lúc nào Linh cũng muốn khám phá ẩm thực. Rất cảm ơn Đức vì điều đó. Nhưng mà hình như là 2 món ăn vừa rồi hợp với cánh đàn ông hơn thì phải. Thế Linh có cao kiến gì để góp cho chuyến đi hạnh phúc của Đức không? Thực ra thì Linh có ý kiến như thế này. Bây giờ thì Linh xin mời Đức cũng như tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến một nơi mà hạnh phúc không ở đâu xa. Nó nằm ở ngay từ chính những cuộc sống bình dị nhưng vui tươi yêu đời của những người dân nơi đây. Xin mời. Khoan đã, Linh quên chưa giới thiệu phương tiện di chuyển cũng như lộ trình của chuyến đi rồi. Đúng là khi nào mà nhắc đến hạnh phúc thì Linh cứ rộn ràng quên hết tất cả mọi thứ. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lưu ý một số thông tin về cách thức di chuyển và lưu trú khi đến với điểm đến tiếp theo này nhé. Quảng Ninh là vùng đất không còn xa lạ đối với khán giả của tạp chí S Việt Nam. Bởi nơi đây sở hữu những thắng cảnh thiên nhiên kỳ thú, những món hải sản thơm ngon. Không những thế, vùng đất này còn là một trong những nơi lưu giữ nhiều nét đẹp trong văn hóa và đời sống của con người. Tới Quảng Ninh từ Hà Nội, bạn có thể chọn di chuyển bằng xe khách. Có nhiều hãng xe uy tín có thể đưa bạn đến Quảng Ninh sau khoảng từ 3 đến 5 tiếng di chuyển tùy điểm đến. Tần suất khoảng từ 5 đến 15 phút một chuyến. Giá vé vào khoảng 70.000 đến 100.000 đồng một chiều. Quảng Ninh khá gần Hà Nội nên bạn có thể di chuyển bằng xe máy hay ô tô. Về lưu trú, Quảng Ninh là nơi du lịch rất phát triển nên bạn có thể dễ dàng tìm được nhà nghỉ hay khách sạn với giá từ 200.000 đến 500.000 một phòng một ngày. Không để Trung Đức và quý vị khán giả đợi lâu hơn nữa, bây giờ chúng ta sẽ cùng người dẫn đường Xuân Quỳnh và nam ca sĩ Minh Quân đến thăm một ngôi làng mà ở nơi đây thì những người dân luôn luôn yêu đời và hạnh phúc bởi những lời ca tiếng hát họ cất lên hàng ngày. Bạn đã chọn cách nào để nói lên tiếng làng mình? Còn những người dân tại làng Cổ Lễ, huyện Đông Triều, Quảng Ninh thì họ chọn tiếng hát. Tới nơi đây, vào bất cứ thời gian nào, bạn cũng có thể nghe thấy những lời ca được cất lên. Ai về Cổ Lễ quê tôi mà xem mi phong y cảnh quê tôi tuyệt ni bởi quê tôi ngõ xanh riêng y trong y có nhiều cô y gái mãi hồng. Để có thể hiểu một cách rõ ràng nhất sự say mê văn nghệ của người dân trong làng thì bạn nên ghé thăm nơi đây vào buổi chiều. Tại ngôi làng Cổ Lễ này hầu như ai cũng biết một điệu múa hoặc biết chơi một loại nhạc cụ nào đó. Bác con thấy là ở cái đội văn nghệ của mình sao mà có quá trời là nhạc cụ vậy bác?
chúng tôi sắm ra là để phục vụ tập thường xuyên, vì đây nó là cái bước truyền thống của các cái lớp trước đã để lại được cho những cái tố chất. Thì chúng tôi là những người kế tiếp. Không những thế, họ còn thường xuyên tổ chức những buổi biểu diễn văn nghệ để dành tặng cho những vị khách khi ghé thăm và toàn thể bà con trong làng. Nhân chuyến ghé thăm cổ lễ, hai người dẫn đường là Xuân Quỳnh và ca sĩ Minh Quân đã được giao một nhiệm vụ vô cùng thú vị. Kính mời bà con cô bác 8 giờ tối nay tới tại nhà văn hóa thôn cổ lễ để đón xem một buổi biểu diễn vô cùng hoành tráng có 102. 8 giờ tối nay, 8 giờ tới nay. Bà con cô bác nhiệt tình quá. Ai đó đã nói tiếng hát là tiếng nói của tâm hồn. Vậy thì có lẽ những người dân làng cổ lễ chính là những tâm hồn đẹp nhất. Họ chọn tiếng đàn, điệu múa, lời ca là cách để lan tỏa niềm vui hạnh phúc của mình đến cho tất cả mọi người. Hãy thử ghé thăm cổ lễ một lần, chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những niềm hạnh phúc lan tỏa như vậy. Vì tôi còn hát lên, vì tôi còn biết lên bao điều trong lòng tôi. Linh có thấy không? Đức là một người cũng khá là hạnh phúc đấy, bởi vì Đức rất yêu ca hát. Thôi được rồi, quay trở lại với chương trình đi. Linh biết là Đức hạnh phúc rồi, không cần phải chứng minh cho quý vị khán giả đâu, mà việc quan trọng bây giờ của chúng ta ấy là giới thiệu điểm đến tiếp theo đây này. Điểm đến tiếp theo mà Đức muốn giới thiệu với tất cả mọi người cũng là một ngôi làng yêu văn nghệ. Tuy nhiên, khác với ngôi làng cổ lễ yêu ca hát của Linh, thì ngôi làng này mọi người đều yêu nhạc cụ, đặc biệt là nhạc cụ phương Tây. Để xem bí quyết hạnh phúc của ngôi làng này thế nào, chúng ta hãy cùng đi theo người dẫn đường Mạnh Tùng để khám phá nhá. Nếu ví âm nhạc là điều khiến con người ta trẻ mãi thì quả thực không sai, bởi nó mang đến niềm lạc quan và hạnh phúc cho những người say mê nó. Bạn không tin ư? Hãy thử đến làng Then, xã Thái Đào, Bắc Giang, ngôi làng nổi tiếng với những người nhạc công nông dân một chuyến xem sao. Tuy nhiên, nếu đến đây vào một ngày không mấy đẹp trời, ngay cả khi đêm hôm trước đã có một trận mưa cực lớn tại đây, thì bạn cũng đừng vội lo lắng. Thời tiết hôm nay rất là xấu và lợn sổng chuồng hỏng hết cả chuồng lợn rồi. Tôi sẽ làm cái gì đó để chặn cái chỗ này lại. Mọi người vẫn đang tiếp tục cái đoạn chống lụt, vì vậy muốn nghe nhạc thì tôi phải giúp mọi người một tay cho nhanh. À, chào mấy đây. Ôi thôi, nhanh nhanh công ơi, nhanh. Muốn nhanh hơn cũng không được. Những nghệ sĩ nông dân sẽ chỉ biểu diễn khi họ đã thực sự yên tâm về tài sản của mình. Rồi thì coi như công đoạn chống lụt đã xong, chúng ta sẽ bắt đầu đến phần nghe hòa tấu. Cho dù mưa lớn có khiến những con đường trong làng ngập lụt, thì những người nghệ sĩ chắc chắn cũng sẽ tập trung đông đủ để được cùng nhau hòa tấu những bản nhạc mà họ say mê. Là một nhạc cụ phương Tây, thế nhưng cây đàn vĩ cầm đã gắn bó với người dân làng Then mấy chục năm nay. Thậm chí, họ đã coi đó như nhạc cụ truyền thống của làng mình. Bởi vậy, đến đây bạn đừng ngần ngại yêu cầu những nghệ sĩ này chơi thử một bản nhạc nước ngoài để thử xem tài năng của họ như thế nào nhé. Hai, ba. Những nghệ sĩ vĩ cầm ví cách đồng sau cơn mưa lớn như dòng sông đè nước và nhà văn hóa xã Đơn Sơ, nơi họ đang biểu diễn hết mình, đương nhiên trở thành một sân khấu nhạc giao hưởng hoành tráng tầm cỡ thế giới, một sự lạc quan hiếm thấy. Hello. Giờ thì các bạn đã hiểu tại sao người ta lại gọi làng Then là ngôi làng hạnh phúc rồi phải không? Không ở đâu xa mà hiện hữu ngay trong chính ý nghĩ của bạn. Nếu bạn muốn đi tìm bí kíp để có được niềm lạc quan, hạnh phúc như họ, thì hãy thử đến làng Then một chuyến như Mạnh Tùng xem sao nhé. Chúng tôi tin rằng hạnh phúc không ở đâu xa mà nằm ở ngay trong cuộc sống của chúng ta, đến từ những điều bình dị và nhỏ bé nhất. Còn các bạn, nếu như các bạn muốn có những chuyến đi hạnh phúc thì hãy thường xuyên đón xem tạp chí S Việt Nam nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.